Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đắk Rờ Lấp để xác định thông tin có thói quen gác hai chân lên bàn làm việc, vừa hút thuốc lá và vừa đọc tài liệu. Trước đó, một đoạn clip và một hình ảnh đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông vừa hút thuốc lá, vừa gác hai chân lên bàn làm việc và vừa đọc tài liệu. Sau đó, người này được xác định là ông Lê Văn Tường, hạt trưởng hạt kiểm lâm Đắk Rờ Lấp. Theo nội dung quyết định, ông Tường bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày để xác định thông tin phản ánh rằng hạt trưởng có thói quen gác hai chân lên bàn làm việc. Liên quan đến vụ việc, ông Tường cho biết hình ảnh và clip trên được quay chụp khoảng một tháng trước bởi một cán bộ của đơn vị.